Xin chào các bạn, mình tên là Minh Thư, năm nay mình 7 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình dự báo thời tiết của một số tỉnh thành phố ngày hôm nay. Thời tiết thủ đô Hà Nội là 10 độ C, trời rét đậm. Khi ra ngoài, các bạn nhớ mặc áo ấm để giữ ấm cơ thể nhé. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh là 32 độ C, trời có mưa và dông. Khi ra ngoài, các bạn nhớ mang theo ô và áo mưa để tránh ướt mưa nhé. Thời tiết thành phố Đà Nẵng là 40 độ C, trời nắng gắt. Khi ra ngoài, các bạn nhớ bôi kem chống nắng, đội mũ chống nắng để tránh ánh nắng vào da nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!